Các bạn nạp đồng tròn để mình rút cái đồng đang mình nhận được 20.000 cái đồng QRX nha các bạn. Trị giá là tương đương là 60 đô nha các bạn. Đầu tiên các bạn click vào ba chỗ gạch nha các bạn. Các bạn nào đăng ký với đường link của mình thì mình sẽ hỗ trợ các bạn nạp nha các bạn. Mình mới mua đồng tròn rất nhiều cho các bạn. Rồi các bạn bấm vào chữ full nè. Tiếng Việt dịch là kinh phí, tiếng Anh là full. Rồi. Các bạn click vào. Các bạn chờ chút nha, lan lót. Chút xíu nữa mình nói về tin vui cái thằng Covid. Một cây xe thành công nhận được 200 đô la không các bạn. Rồi các bạn chờ chút nha. Hai mình lót hơi chậm rồi, vô phụng. Rồi. Các bạn lướt xuống rồi, các bạn chọn chữ John nè. Các bạn có Bitcoin thì nạp Bitcoin Expo. Nhưng mà các bạn đăng ký với đường link mình sẽ hỗ trợ các bạn, mình nạp cho các bạn nha các bạn. Các bạn nhận được 20.000 đồng BKF RX nha các bạn. Các bạn nhập về chữ John nè. Các bạn lựa vào chữ tiền gỡ nha các bạn. Và mua lưu qua kiểm tra cái chính xác không rồi. TRX. Rồi. Các bạn copy cái địa chỉ này nè các bạn. Bạn nào mà chụp cây xe thành công copy địa chỉ này gửi qua cho mình, Zalo cho mình đi, mình sẽ nạp cho các bạn. Rồi sao chép. Mà sao chép luôn nha. Mình nạp xong mình có thể rút tiền về cũng được đó nha các bạn. Rồi các bạn thoát ra đi. Các bạn thoát ra đi, các bạn chờ chút nha. Mai mình hơi bị đứng máy chút xíu. Rồi. Các bạn qua với chút wallet nè các bạn. Mí đứng máy qua làm video phố. Rồi. Các bạn bấm vào chữ John nè. Ác thiệt luôn. Địa chỉ người nhận match địa chỉ nãy vô nha các bạn. Mình dán tối đa là 30 tròn nha các bạn. Từ 30 tròn mới được nha các bạn. Gỡ TRX. Rồi các bạn bấm nút tiếp theo nha các bạn. Xác nhận nha các bạn. Rồi, phí mạng 0.47. Rồi ok luôn. Rồi. Đang xử lý. Như vậy là thành công rồi các bạn. Rồi các bạn thoát ra đi. Các bạn qua lại cái ví hồi nãy các bạn. Chết mẹ. Xin lỗi các bạn. Mai mình đứng máy qua mình tức quá. Mình nhắc lại nha các bạn. Các bạn đăng ký với link mình, chỉ cần copy cái đường link này gỡ qua Zalo cho mình. Mình sẽ nạp cho các bạn luôn nha các bạn. Rồi các bạn tìm kiếm cái từ khóa BKF R X nè các bạn. Số dư khởi dụng chưa nha các bạn. Nó cập nhật tới trong vòng vài chục phút đó nha. 15-20 phút đó nha các bạn. Sau khi mà các bạn gửi xong nè các bạn, Mình đã chờ trong vòng 5 phút rồi các bạn. 3 phút nó gửi về cho mình 100 đồng QRX nè các bạn. Nè toàn bộ luôn. Tới 200 đồng QRX nha các bạn. Các bạn tải với đường link mình nha các bạn. Rồi vậy khi nào mà có rút tiền thì mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn rút cái đồng VKN này về nha các bạn. Các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ mình nha. Rồi các bạn, tiếp theo mà nói về cái con COVID này có sự cảm không nha các bạn. Các bạn click vào cái phần ba chữ gạch này nha các bạn. Các bạn chọn vào số dư nè. Phan số dư đều phan các bạn chút nha. Nên sau khi các bạn cây xe thành công, các bạn nhận được 2.000 đồng NCB nha các bạn. Cái đồng này bây giờ để coi thời gian ngay, mình click bên đây ngay. Rút tiền chương trình giới thiệu nè. Lộn mà ta. Đi vô này.
vô một tài khoản. Sự kiện nó còn 15 ngày nữa là nó 18 ngày nữa, nhưng mà còn có khoảng 15 ngày nữa các bạn, còn 3 ngày các bạn KIC là sự kiện này là kết thúc nha các bạn. Còn cái động CNB này vào tháng 1 năm ngày mùng 1 tháng 1 năm 2020 các bạn, nó mới cho các bạn chạy BTC nha các bạn. Cái này là con này là uy tín 100% nha các bạn, tại vì mình đã có từng mình giao dịch thứ rồi, giao dịch BTC qua ETH này nọ đồ các bạn, rút về được nha các bạn, hoàn toàn là riêng 100% đó. Tin vui cho tất cả các bạn đó. Đây là một sàn xin một sàn giao dịch được đứng top thứ tư nha các bạn, của thế giới rồi nha các bạn. Mình tìm hiểu và mình tìm hiểu các bạn, nó xử lý là 1.000 USD trong vòng 24 tiếng đồng hồ nha các bạn, cái sàn giao dịch này nè. Vậy video của mình đến đây cũng kết thúc. Video đăng ký và hướng dẫn mình có để dưới phần mô tả đó, các bạn click vào mà đăng ký mà chơi nha các bạn, thời gian có hạn nha các bạn. Vậy chào tạm biệt các bạn nha. Fan mình được tiếng ghép nhiều rồi, fan coi thứ mình tiếng ghép thì nhiều lắm, nhưng có 5 bạn KIC thành công rồi các bạn, mình được 5.000 token nè các bạn, là tương đương với khoảng 500 đô đó, dư mình được 200 đô tiền đăng ký nữa. Còn mấy con này không KIC hôm qua đóng luôn. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn nha.